Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Mai Trinh Hồ ngày hôm nay. Và phải rất lâu rồi, có lẽ là phải tầm 1.5 năm, 2 năm gì đó thì mình mới quay trở lại xây dựng một cái content liên quan về chủ đề về nám và tàn nhang. Bởi vì nói thật với mọi người là không tìm hiểu thì thôi, nhưng mà đến khi mà tìm hiểu sách vở và nhiều nguồn thông tin kỹ thì thực sự là bản thân mình cảm thấy không tự tin với những cái kiến thức mà mình chia sẻ cho tất cả mọi người. Bởi vì bản chất cái ngành mỹ phẩm và dược mỹ phẩm ấy thì nó thực sự là một cái ngành hết sức là nhạy cảm. Sản phẩm nó có hiệu quả hay không nó còn phụ thuộc vào cái mức đáp ứng cũng như là cơ địa từng người nữa. Nên là đối với mỹ phẩm và đối với làm đẹp ấy sẽ không có đúng hay là sai, mà sẽ chỉ có những cái sản phẩm hợp hoặc là không hợp mà thôi nha mọi người. Bản thân mình thì có vùng nám hỗn hợp và tàn nhang khá là nhiều ấy. Thực sự là khi mà biết đến cái routine này thì mình cảm giác như cái công cuộc làm đẹp của mình nó bước sang trang mới luôn á. Và không chỉ nám tàn nhang nha, nếu như mà các bạn muốn trắng da nhanh nhưng mà theo khoa học ấy thì mọi người cũng có thể tham khảo cái video này. Và nội dung thì cũng khá là dài nên chúng ta sẽ không làm mất thời gian của nhau nữa nha. Let's start. Đầu tiên trước khi bước vào nội dung chính thì cho Trinh xin phép được phát biểu đôi lời nhá. Bởi vì chúng ta không nắm được cái nguyên nhân chính khiến cho chúng ta bị nám tàn nhang ấy, nên thành thử ra là các chị, các mẹ, các chị em của chúng ta ấy cực kỳ dễ cuốn vào những cái lời marketing, những cái lời kêu gọi của các thánh kem trộn hoặc là các thánh rượu thuốc, đội lốt các công ty đa cấp và spa làm đẹp. Và nếu như mọi người đã hiểu rõ cái nguyên nhân hình thành nám tàn nhang ấy thì chắc chắn là mọi người sẽ tìm được một cái routine cực kỳ phù hợp. Nên là mình thực sự là rất là muốn mọi người chịu khó nghe hết cái đoạn này thật kỹ và tìm hiểu thêm ở ngoài nữa để cho nắm chắc được cái nguyên nhân khiến cho mọi người bị nám tàn nhang. Thì sau đó cái cách tìm ra con đường điều trị của mọi người nó sẽ rất là dễ dàng luôn. Đầu tiên, nguyên nhân chúng ta bị nám và tàn nhang như thế nào? Khi mà nhắc đến vấn đề về sắc tố, về thâm hay là về nám tàn nhang thì có một thuật ngữ mọi người được nghe rất là nhiều, đó chính là khi mà chúng ta bị thâm nám ấy thì đó là lúc những cái tế bào hắc tố melanin của chúng ta nó đang phát triển quá mức, đúng không? Nhưng mà thực chất melanin là gì? Mọi người đã hiểu chính xác cái định nghĩa melanin chưa? Melanin hiểu đúng là những cái hạt siêu nhỏ, nó sẽ nằm ở cái lớp biểu mô, tức là cái lớp biểu bì của gần như là tất cả mọi sinh vật, kể cả là làn da con người nhá. Và cái tế bào sinh ra những cái hạt melanin ấy, nó chính là cái tế bào hắc tố melanocyte nha mọi người. Nó sẽ là ở một cái dạng tế bào hắc tố hình tua. Khi có cái sự tác động từ môi trường cụ thể như là tác động của tia UV hay là những cái tác nhân vật lý ấy, cái tế bào melanocyte này, cái tế bào hắc tố này nó sẽ sản sinh ra những cái hạt melanin và nó sẽ đưa dần lên trên lớp thượng bì. Nó sẽ gây ra một cái tình trạng nhận thấy ở mắt thường, đó là cái vùng da chúng ta nó sẽ không được đều màu, chỗ đen, chỗ trắng. Thì những cái vùng đen ấy là chủ yếu sẽ là hội tụ những cái tế bào melanin. Tuy nhiên thì melanin nó còn chia ra làm hai dạng. Thứ nhất là eumelanin, tức là những cái tế bào hắc tố tối màu. Khi mà chúng ta thấy trên bề mặt da của chúng ta những cái nốt nám này, tàn nhang là những cái tế bào eumelanin, nó sẽ có cái màu nâu hoặc là màu đen nhá. Ngoài ra thì còn có cả là pheomelanin, tức là những cái tế bào sáng màu, nó sẽ có những cái màu như là hồng hoặc là vàng. Và pheomelanin thì tất nhiên là nó sẽ quyết định cái sắc tố của một cái nền da trắng sáng rồi. Do đó mà trong cái quá trình mọi người điều trị nám tàn nhang ấy, bên cạnh cái việc mà ức chế cái tế bào melanocyte nó tăng sinh những cái melanin ấy, thì đồng thời chúng ta sẽ kích thích để sản sinh ra những cái tế bào pheomelanin để cho da của chúng ta nhìn nó sáng màu hơn. Đối với ngoại sinh, tức là những cái yếu tố từ bên ngoài, thì cụ thể sẽ có những cái đầu yếu tố như sau nhá. Đầu tiên là do bức xạ của những cái tia UV từ ánh sáng mặt trời, đúng không? Thì nên đó là lý do khi mọi người phơi nắng nhiều hoặc mọi người đi nắng không che chắn thì rất là dễ bị lên nám và tàn nhang. Không chỉ là ở vùng gò má mà nhất là cái vùng tay ấy, khi mọi người đeo áo chống nắng hay gì ấy, thì thường cái vùng này sẽ là hở nhiều ấy, thì rất là dễ hình thành nám tàn nhang. Và bản thân mình thì có cả nám tàn nhang trên cả mu bàn tay đó mọi người. Thứ hai đó là bị viêm da, bị nhiễm trùng da khi mọi người sử dụng những cái sản phẩm không phù hợp cụ thể, như là khi mọi người dùng kem trộn, oh my god, hoặc là khi mọi người kích ứng vậy nha. Nguyên nhân thứ ba đó là nguyên nhân chúng ta bị gọi là thiếu một số những cái nhóm chất cần thiết khiến cho cái hàng rào bảo vệ da của chúng ta nó yếu, cụ thể như là những cái nhóm vitamin, nhóm B hoặc là kẽm ấy. Và cái việc mà mất cân bằng giữa những cái lợi khuẩn và hại khuẩn ở trên da ấy, thì cái hàng rào bảo vệ da nó yếu thì nó sẽ lại dễ bị xâm nhập bởi những cái yếu tố bên ngoài khiến cho da của chúng ta nó bị tác động và nó sẽ bị kích thích
nhanh sản sinh ra những cái hạt melanin hơn. Hoặc là nếu như mọi người tìm hiểu sâu ấy, đối với những cái bệnh nhân mà đang điều trị bệnh về xương khớp, dạ dày hay là thận các thứ ấy, những cái thuốc đấy nó cũng sẽ kích thích sản sinh ra những cái tế bào hắc tố hơn bình thường. Và nguyên nhân thứ hai đó là nguyên nhân nội sinh, là nguyên nhân từ bên trong. Tất cả những cái nguyên nhân nội sinh từ bên trong nó đều xuất phát từ cái việc mà mất cân bằng hormone. Gọi một cái tên đơn giản, nó là những cái tế bào hormone kích thích sản sinh melanin. Cụ thể như khi chúng ta mang thai này, hoặc là khi chúng ta bị tiền mãn kinh này, suy giảm nội tiết, hoặc là khi chúng ta bị stress, thức khuya. Về cả ngoại sinh hay nội sinh, khi đã biết được nguyên nhân rồi thì chúng ta hãy cố gắng tránh những cái tác nhân khiến cho da chúng ta dễ bị tăng sắc tố, dễ bị nám và tàn nhang như thế này nhá. Ok, và đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, đó là cái cách mình làm mờ nám như thế nào tại nhà. Nói thật là đến bây giờ mình cũng chỉ dám tự tin là mình làm mờ thôi, chứ còn để nói là hết 100% thì rất là khó ấy mọi người. Và bản thân mình cảm thấy rằng là với một người từ lớp 5 mình bẩm sinh đã có tàn nhang rồi, và sau lớn lên ấy, sau khi sinh ấy, thì thời gian gần đây mình đã bị nám mảng ở cái khu vực hai bên như thế này mọi người. Nhưng mà cái nám mảng này ấy, thì cái sắc tố của nó không quá đậm. Và với cái kinh nghiệm của mình trong cái việc mà điều trị làm mờ những cái nốt tàn nhang và nám ở nhà ấy, thì mình thấy là sẽ chia ra làm hai dạng nha. Thứ nhất đó là nám, thuần nám. Thuần nám ở đây thì sẽ liên quan đến về những cái nốt tàn nhang này, nám mảng này, nám tổng hợp này, hoặc là tăng sắc tố sau viêm đi. Và thứ hai đó là bớt hori. Bớt hori nhìn cứ tưởng là nám ấy mọi người, nhìn cứ tưởng là tàn nhang nhưng mà không nha. Những cái hạt melanin, những cái tế bào hắc tố mà chúng ta có thể nhìn thấy trên da ấy, khi mà soi kỹ, nhìn kỹ, nó ở sâu hơn dưới cái lớp da, chứ không phải là ở cái lớp nông ở bên trên lớp da giống như là khi mọi người bị nám tàn nhang đơn thuần. Nên là với cái bớt hori ấy, mình đã từng đi khám bác sĩ, và trong team của mình cũng có một bạn bị bớt hori, thì gần như là những cái phương pháp bôi thoa từ bên ngoài nó không khả quan, bắt buộc là mọi người phải tham khảo đến cái liệu pháp là laser nhá. Và đối với cái bớt hori này ấy, thì mọi người cũng lưu ý là tiêm một lần thì có thể là nó không hết đâu và nó có thể tái lại nhá. Còn đối với nám thì chúng ta vẫn có thể áp dụng tại nhà được nếu như chúng ta không có điều kiện để tiêm laser. Tuy nhiên nếu như mọi người có điều kiện tiêm laser ấy, thì khuyên mọi người là hãy tiêm laser trước, sau đó mọi người áp dụng cái routine này thì đảm bảo với mọi người nám của mọi người có thể cải thiện được tầm khoảng 90-95% và gần như là không thấy luôn. Đầu tiên cái routine của mình như sau nha, mình sẽ đi từ đầu chuẩn cuối luôn, bởi vì sau những cái video mình chia sẻ về những cái sản phẩm ấy thì các bạn đặt cho mình rất là nhiều câu hỏi về thứ tự sử dụng như thế nào cho đúng. Đối với điều trị nám tại nhà thì mình sẽ tuân thủ 3 quy tắc, mình hiểu được cái cơ chế hình thành của nó thì mình sẽ tuân thủ theo đúng 3 quy tắc như thế này. Đầu tiên, một cái nền da mà kích ứng này, da hàng rào bảo vệ da bị suy yếu thì cái việc mà kích thích tế bào hắc tố nó diễn ra nhanh hơn và mạnh mẽ hơn đúng không? Thì cái việc đầu tiên của chúng ta vẫn phải là phục hồi da và cố gắng không để da của chúng ta nó bị kích ứng, bị viêm nha. Thứ hai là bảo vệ da. Bảo vệ da ở đây thì là những cái phương pháp như là bảo vệ bằng kem chống nắng này, hoặc là che chắn vật lý các thứ. Thứ ba cũng rất là quan trọng, đó là chúng ta sẽ thay mới và tái tạo. Thay mới ở đây ấy, đó là chúng ta sẽ bổ sung những cái hoạt chất để ức chế cái melanocyte đấy, nó không sản sinh melanin nữa, và những cái hạt melanin nó vốn dĩ nó đã tồn tại trên bề mặt rồi ấy, thì chúng ta sẽ thay mới đi, chúng ta sẽ làm bong đi những cái lớp sừng mà nó có chứa những cái tế bào hắc tố đấy, nó bay đi, và đồng thời chúng ta sẽ bổ sung những hoạt chất để làm tăng cái việc mà hình thành những cái hắc tố như là pheomelanin, những cái hắc tố làm sáng ấy, thì kết quả là chúng ta sẽ làm bay nám, mờ nám rất là nhanh. Ok, bắt đầu nhá. Buổi sáng và buổi tối nhá. Đầu tiên buổi sáng, sáng nào cũng vậy mọi người. Đối với buổi sáng ấy, thì trong cái giai đoạn mình điều trị nám và tàn nhang này thì buổi sáng mình sẽ không rửa mặt, mà mình sẽ lau bằng một cái sản phẩm toner pad hoặc là toner tùy mọi người nha. Nhưng mà cái sản phẩm này sẽ là một cái sản phẩm thiên về làm sạch, tức là một cái miếng pad của nó ấy, nó sẽ có hai mặt nhá, một mặt nhám và một mặt mịn. Mặt nhám này thì mình sẽ dùng để tẩy tế bào chết và làm sạch da luôn. Và cái chất của nó phải là cái chất thiên về cấp ẩm và làm dịu nha mọi người. Sau đó ấy, thì mình sẽ sử dụng vitamin C. Và như mọi người biết ấy, cái yếu tố quyết định 50% thành công cho cái việc điều trị nám của mọi người là mọi người phải bảo vệ da. Bởi vì trong cái quá trình mọi người điều trị nám ấy, thì da của mọi người nó sẽ yếu hơn bình thường, nó sẽ mỏng hơn bình thường, bởi vì cái quá trình bong lột và cái quá trình chúng ta tác động những cái hoạt chất active mạnh để làm ức chế cái tế bào hắc tố melanocyte ấy. Nên là cái việc chúng ta bảo vệ da để cái da chúng ta bên dưới ấy, nó có thể hoạt động và kết hợp với những cái hoạt chất để đáp ứng được cái mục đích, mà trong quá trình đó thì không bị tác động bởi những cái tác nhân khác, thì cái việc bảo vệ rất là quan trọng. Và một cái công thức bảo vệ da mà không chỉ là nám tàn nhang mọi người nên áp dụng đâu, mà tất cả mọi nền da mọi người nên áp dụng, đó là hãy kết hợp vitamin C trước bước kem chống nắng. Sau khi đã làm sạch da thì mình sẽ sử dụng vitamin C, và vitamin C ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho mọi người là vitamin C của Claire. Sản phẩm này có tên là Freshly Juiced
Vitamin Changing Serum. Đầu tiên, nếu như mọi người đã quá quen với phiên bản vitamin C huyền thoại của Claire thì mọi người có thể tham khảo sang cái phiên bản này. Đầu tiên thì cái bao bì nó đã được cải tiến hơn rất là nhiều. Thực sự là hãng đã rất là tiếp thu những cái ý kiến của người tiêu dùng luôn. Với cái bao bì như thế này, nó sẽ bảo vệ tối đa những cái hóa chất trong này, nó không bị oxy hóa hay là không bị biến đổi nha. Nồng độ vitamin C trong sản phẩm này là 10% EAA. EAA là một dẫn xuất thế hệ mới của vitamin C với cái tính ổn định cao hơn và nó vẫn đem lại cái hiệu quả. Và quan trọng là nó sẽ không bị oxy hóa, nó sẽ không làm xỉn da của mọi người ở cuối ngày. Bên cạnh đó thì còn có niacinamide hỗ trợ làm sáng này, giúp cho da của mọi người có sức đề kháng cao hơn. Ngoài ra thì còn có vitamin E này, B5 chiết xuất sau má có tác dụng làm dịu phục hồi da. Tuy nhiên mặc dù trong đây có parthenol và vitamin E nhưng mà cái kết cấu của nó mọi người ơi, là một cái kết cấu vitamin C nó rất là lỏng và cái khả năng thẩm thấu của nó thì cực kỳ tốt luôn. Nó sẽ không để lại cái cảm giác dính dít ở trên mặt của mọi người, nên kể cả là da dầu hay da thường mọi người vẫn có thể sử dụng được. Nên đó là lý do mà video hôm nay mình muốn chia sẻ cho mọi người cái sản phẩm này để thích hợp với gần như tất cả mọi loại da luôn. Da nhạy cảm vẫn có thể sử dụng được bởi vì khi bôi cái này rất êm, không có hiện tượng kích ứng gì cả nha. Nói chung đây là một cái sản phẩm vitamin C mà gần đây team mình trải nghiệm, mình đánh giá khá là cao về cả giá thành lẫn hiệu quả. Và tiếp sau cái bước vitamin C thì mọi người sẽ sử dụng cho mình kem chống nắng luôn nhé. Vào mùa hè thì chỉ cần như vậy thôi, không có thêm bất cứ một cái bước nào cả để da của chúng ta nó không bị bí. Đối với La Roche-Posay, một cái sản phẩm kem chống nắng mình đã chia sẻ rất là nhiều lần, cái hiệu quả bảo vệ da rất là tốt. Đặc biệt là cái phiên bản vạch xanh ấy mọi người, là cái phiên bản mình dùng nhiều nhất. Cái bản vạch xanh ấy thì mình đã bỏ dưới bàn làm việc rồi. Kể là bản cũ hay là bản mới thì nó đều có khả năng bảo vệ da trước tia UV, trước ánh sáng xanh, trước tia hồng ngoại cực kỳ tốt. Tuy nhiên ở bản xanh ấy thì nó còn có một cái chức năng nữa, đó là nó sẽ gọi là thiết kế dành riêng cho các bạn bị da nám và tàn nhang, tức là cái độ bảo vệ của nó cao hơn và nó còn giúp cho da nám tàn nhang của mọi người nó ổn định chứ nó không bị tăng sinh nám nhiều hơn. Thì đấy là một cái sản phẩm mình rất là recommend cho mọi người. Chẳng qua thì sản phẩm đấy nó cũng khá là kén, bởi vì da khô thì rất là phù hợp nhưng mà với các bạn da dầu thì có vẻ là mọi người sẽ thấy hơi dính dít. Ok, đối với buổi tối theo như cái quy tắc mình đã chia sẻ, đó là thay mới và tái tạo, thì ở đây mình sẽ có hai sản phẩm. Đầu tiên đó là Retinol và thứ hai đó là Sintra. Retinol sẽ đóng vai trò như là một cái sản phẩm thay mới, còn Sintra sẽ là một cái sản phẩm tái tạo. Ngày đầu tiên thông thường thì mình sẽ chia ra là cách ngày. Ngày hôm nay dùng Sintra thì ngày mai dùng Retinol và liên tục như vậy. Tuy nhiên thì da của mình nó đã quen với treatment rồi thì mình mới áp dụng được như vậy. Còn nếu như mọi người mới tập làm quen ý, thì mọi người có thể dùng Sintra cách ngày và trong một tuần như thế thì mọi người có thể dùng từ 1 cho đến 2 lần Retinol nhé. Với các bạn mới thì 1 lần là được rồi nha. Còn Sintra ấy, thì mọi người cứ 2 ngày 1, 2 ngày 1, tức là vị trí 1 tuần như thế thì mọi người có thể dùng cái sản phẩm này từ 3 đến 4 lần và dùng Retinol từ 1 cho đến 2 lần nha. Và lưu ý là hai cái hóa chất này dùng khác ngày, không dùng chung được một ngày đâu nha mọi người. Đối với Sintra ấy, thì Sintra thì nó nổi bật với các công thức trị nám gồm có tranexamic acid và cysteamine. Trong đó thì tranexamic nó sẽ có tác dụng đó là ức chế cái việc sản sinh melanin của cái tế bào hắc tố melanocyte, từ đó mà làm sáng da, đặc biệt là sáng da ở cái vùng nám mạnh mẽ. Và ngoài ra thì cysteamine dạng nano ấy, với cái công thức thẩm thấu cao ấy, nó sẽ có tác dụng như là một cái hoạt chất chống lão hóa, chống oxy hóa và phục hồi da. Bên cạnh đó thì làm sáng da nám rất là hiệu quả nữa. Nói chung là hai cái hoạt chất này kết hợp ấy, nó sẽ đem đến một cái công thức làm giảm nám cực kỳ mạnh mẽ trên da của mọi người. Và đây là một cái sản phẩm có thể là mọi người cần phải theo dõi chỉ định của những người có chuyên môn nhé. Tuy nhiên thì để an toàn nhất mình chia sẻ trong video ngày hôm nay ấy, thì mọi người hãy dùng với cái tần suất từ từ. Mới đầu có thể chưa quen ấy, thì 1 tuần 1 lần, rồi nâng lên 2 lần 1 tuần, rồi mới đạt được cái ngưỡng là 3 cho đến 4 lần 1 tuần như mình đã chia sẻ nhé. Khi bôi sản phẩm này thì mọi người sẽ có một cái cảm giác chung, đó là rất là ráp và châm chích. Mọi người sẽ để trên da khoảng tầm từ 15 phút, sau đó mọi người đi rửa nhá. Quá 15 phút là auto mọi người cực kỳ dễ kích ứng luôn. Với các bạn nào da nhạy cảm, da yếu hơn ấy, thì mọi người cần phục hồi kỹ. Và khi mà sử dụng cái này mới đầu tiên ấy, thì hãy để khoảng tầm từ 5-10 phút gì đó, mọi người hãy rửa luôn. Và dần dần khi da của mọi người quen rồi ấy, thì mọi người mới nâng lên là 15 phút nha. Bản thân mình thì lần thứ 2 mình dùng cái này ấy, chỉ cần lỡ 3 phút thôi, da của mình ngay lập tức có cái dấu hiệu là bị kích ứng, nổi những cái mụn đốm trắng liền. Nên là mọi người cần cân nhắc kỹ nha. Và sau khi 15 phút ấy, mọi người sẽ đi rửa lại với nước và sẽ sử dụng một cái sản phẩm cấp ẩm luôn. Một là mọi người dùng toner, hai là mọi người sẽ dùng cái miếng toner pad.
Toner pad lúc nãy mình chia sẻ cho mọi người, hoặc là một cái dạng toner pad có CK hoặc là HA để cấp ẩm và làm dịu ngay lập tức nha. Còn nếu như mà da của mọi người vẫn có cảm giác là châm chích và đỏ rát ấy, thì mọi người hãy đắp mặt nạ, những cái dạng như là HA hoặc CK như thế này để nó làm dịu, hạn chế cái tình trạng bị kích ứng. Bởi vì trong cái quá trình trị nám này ấy, ngoài cái việc mà tác động tấn công ấy, chúng ta vẫn phải lưu ý là phải giữ được cho da của chúng ta nó không bị kích ứng, giữ được cái hàng rào bảo vệ da khỏe nha mọi người. Và khi da đang còn ẩm nha, thì mọi người có thể layer cho mình cái sản phẩm HA này để nó giữ nước trên da tốt hơn. Hoặc là nếu như các bạn da khô thì có thể sử dụng HA của nhà Night Witchit. Nói chung là một cái dạng như kiểu là HA rau má, có tác dụng là cấp ẩm và làm dịu, cấp nước ấy. Sau đó nữa thì mọi người có thể apply thêm cái sản phẩm vitamin C này, cái sản phẩm của nhà Claire, để tăng cái khả năng gọi là chống oxy hóa, cũng như là tăng cái khả năng dưỡng trắng, dưỡng sáng nhanh hơn. Và cuối cùng sẽ là cái sản phẩm phục hồi, kem dưỡng phục hồi nhá. Da dầu thì mọi người có thể lựa chọn những cái sản phẩm dạng gel như thế này. Còn nếu như mà da nhạy cảm, da khô ấy, thì mọi người có thể dùng luôn cái sản phẩm Even Squid như mình đã chia sẻ cho mọi người. Cái này ấy thì sẽ phù hợp cho các bạn mà có nền da mà các bạn cảm thấy nó quá nhạy cảm thì cực kỳ phù hợp nhá. Nó sẽ làm dịu cái hiện tượng kích ứng ngay lập tức luôn. Sáng ngày hôm sau da của mọi người gần như là không bị đỏ, bong, sát gì cả luôn. Khả năng phục hồi cái này thì tất nhiên nó sẽ tốt hơn cái này rồi. Nhưng mà với các bạn da khỏe, da dầu ấy, thì cái này nó sẽ vừa đem lại cái hiệu quả gọi là làm dịu, nhưng mà vừa có cái cảm giác là không bị bí da, chứ cái này thì vẫn có khả năng bí da nha mọi người. Rồi, bước sang ngày thứ hai nhá, thì cái công thức buổi sáng nó vẫn vậy, vitamin C, kem chống nắng. Còn buổi tối ấy, thì sau khi mà rửa mặt xong thì mọi người có thể apply một cái sản phẩm toner làm dịu, hoặc là cái miếng toner pad như mình đã chia sẻ cho mọi người lúc nãy. Sau đó thì mọi người sẽ apply cho mình cái sản phẩm retinol này của nhà ZO nhá. Nếu như mọi người da nhạy cảm quá ấy, thì mọi người có thể sử dụng cái dòng khác như là dòng của Murad hoặc nhà Obagi nhá. Tuy nhiên thì mình cảm giác là cái này này nó sẽ tăng cái khả năng đẩy mạnh cái quá trình peel, cái quá trình bong lụt nhanh hơn ấy. Nên thành thử ra là khi mà cái lớp thượng bì của mình nó bị bong ra thì cái hoạt chất như kiểu là của Sintra nó sẽ thẩm thấu tốt hơn, những cái hoạt chất chống oxy hóa và làm sáng, ức chế melanocyte khi mà thấp thụ vào da ấy, nó sẽ cao hơn ấy. Nên là mình vẫn rất là thích dùng cái này và mình thấy là cái hiệu quả của nó đem đến rất là cao. Nhưng mà kèm theo hiệu quả, tác dụng phụ của nó là rất là cao, rất dễ xảy ra kích ứng. Nên là mọi người lưu ý trong cái quá trình mà dùng cái này ấy, thì mọi người cần phải tăng cường phục hồi, tăng cường cấp nước và tăng cường sử dụng kem chống nắng nhé. Thì khi mà dùng cái này thì mình vẫn dùng như cái cách mà mình đã chia sẻ cho mọi người á. Các bạn mới tập, các bạn chưa quen ấy, thì mọi người dùng 1-2 lần một tuần, sau đó thì nâng lên dần nhá. Còn với các bạn đã quen rồi ấy, thì có thể dùng cách ngày. Còn dùng hàng ngày thì mình không khuyên đâu mọi người, không khuyên dùng hàng ngày đâu, da thực sự là rất là dễ yếu. Và dùng xong retinol ấy thì mọi người tiếp tục là sử dụng kem dưỡng. Nói chung là các bước mình đã cố gắng ngắn gọn và tiết kiệm nhất. Thì mọi người có thể sử dụng một trong hai nhá. Nếu da của mọi người cảm giác nó đỏ, da của mọi người gọi là không sao, tức là không đỏ, không rát bình thường, thì mọi người vẫn tiếp tục sử dụng cái kem dưỡng Nobutin cho mình. Còn nếu như mà da bắt đầu nó bắt đầu đỏ, nó bắt đầu rát rồi, nhưng tại vì khi bong ấy thì da của mọi người nó cực kỳ nhạy cảm, nó dễ rát, dễ đỏ ấy, thì mọi người dùng cái này cho mình khoảng tầm 2-3 hôm nhá. Hết cái tình trạng bong, hết cái tình trạng đỏ thì mọi người có thể chuyển qua cái này để da thông thoáng hơn và vừa được cấp ẩm. Đấy, chỉ có như vậy thôi mọi người. Vitamin C, Sintra, tức là bao gồm tranexamic acid và cysteamine, rồi retinol và những cái hoạt chất làm dịu và hạn chế kích ứng như là B5, HA và những cái kem dưỡng phục hồi. Thì trong những cái sản phẩm như vậy thì chúng ta đã tóm gọn được cái quy tắc vừa phục hồi, vừa bảo vệ mà lại vừa tái tạo và thay mới rồi. Với cái routine này thì mình muốn đơn giản và ngắn gọn hết sức để cho mọi người có thể theo được, bởi vì riêng retinol và Sintra thì là những cái sản phẩm với giá thành rất là cao. Còn những cái sản phẩm như cả của nhà Vitamin, nhà Claire hay là Nobutin hay là HA Toriden thì đều là những cái sản phẩm rất là bình dân rồi, mọi người hoàn toàn có thể mua được rồi. Tuy nhiên Sintra, Retinol và thậm chí là Even Squid là những cái sản phẩm ở cái mức khá là high end rồi ấy. Tuy nhiên thì mọi người đừng có tiếc khi mà bỏ ra mua những cái sản phẩm này, bởi vì thực sự chỉ sau khoảng tầm một tháng thôi, mọi người sẽ thấy là da của mọi người nó sáng hẳn lên luôn. Những cái nốt nám mờ ấy nó sẽ mờ đi khá là rõ rệt. Còn với những cái nốt nám mảng đen thâm hơn ấy thì mọi người hãy cố gắng kiên trì cho mình ít nhất là tầm 4 cho đến 6 tháng thì mọi người sẽ thấy là cái nền da của mọi người nó thay đổi hoàn toàn luôn. Và trong một tuần như vậy ấy, thì mọi người hãy cố gắng đưa thêm cái sản phẩm glycolic acid 7% của nhà The Ordinary này vào creatine cho mình nhé. Khi mà sử dụng cái này ấy, thì mọi người sẽ không sử dụng chung với cả là retinol, có thể sử dụng được với Sintra, nhưng
mà mọi người phải cách ra thì mọi người hạn chế dùng chung với cả Sintra và Retinol nhé. Mọi người sẽ dùng cái này vào cái thời điểm là những cái hôm mà mọi người không dùng hai cái hoạt chất này thì mọi người sẽ dùng cái acid glycolic acid cho mình. Còn nếu như mà da của mọi người một thời gian sau mọi người đã quen rồi thì mọi người có thể nâng tần suất cái này lên, và thậm chí là mọi người có thể dùng trước Retinol và đợi khoảng tầm 30 phút sau ấy thì mọi người sẽ sử dụng những cái hoạt chất như là HA này, toner, sau đó mọi người vẫn apply được Retinol như bình thường nhé. Ok, và video của mình thì đến đây là kết thúc, và hy vọng đây sẽ lại là một cái video có thể giúp ích được cho mọi người, chí ít là có thể giúp cho mọi người trở nên xinh đẹp, tự tin hơn. Bởi vì bản thân mình cũng là một người bị nám và tàn nhang rất là lâu, nên là khi mà tìm được một cái routine rất là phù hợp như thế này, rất là hiệu quả nữa, thì mình rất là muốn chia sẻ cho tất cả mọi người, để tất cả mọi người, những bạn yêu quý mình, các bạn đang theo dõi mình cũng có thể trở nên xinh đẹp, cũng có thể trở nên tự tin với những cái khuyết điểm ở trên cơ thể của mình. Và mọi người ơi, chúng ta có quyền xinh đẹp mà, đúng không? Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Đừng quên cho mình xin một like, subscribe nhé. Nếu như mọi người muốn mình làm về chủ đề gì nữa thì hãy comment ở phía dưới nha. Hẹn gặp lại mọi người. Bye.